Chào anh. Anh có phải là anh Nguyễn Tiến không anh? Đúng rồi. Anh xem thấy trên mạng xôn xao về chuyện là anh là người đàn ông đeo vàng nhiều nhất Việt Nam, đeo trên mình 8 kg vàng. Chỉ có sở thích thôi. Vâng. Mà em nói. Dạ. Vâng. Cái vòng anh đeo tay khủng, đầu tiên em thấy luôn. Anh lại giới thiệu cái vòng này không anh? Cái này là ngọc bích của Hồng Kông. Đây là ngọc bích. Một con cọp này là nó có 3 viên ngọc, 3 là tài. Trên lưng cọp này nó có là 3 dĩa đồng tiền, một cái bùa bát quái. Còn con này là hổ phách vàng từ bên Nga, cũng 3 hồn là hổ phách vàng. Nè bên Nga. Con này là con cái. Còn cái vòng này là chắc em nhìn chắc cũng khoảng mấy ký luôn anh? Cái vòng này là giờ là 4 ký. Vâng. Các bạn là từ đường mình có thể đeo 4 ký vàng ở trên tay như anh. 4 ký nhưng mà lúc em mới lấy về 2 ngày em đeo không quen. Em đeo khoảng 50 phút tháo. Bây giờ ngày hôm nay ngày thứ 3 rồi, anh quen rồi. Giờ đeo nó hơi nặng chút thôi. Vâng, anh đeo trên người thật là khủng. Còn cái vòng trên cổ anh là bao nhiêu kg anh? Cái ngựa vàng. Ngựa vàng có cánh, giống như hổ mà mọc thêm cánh á. Nó mình làm ăn á gì nó suôn sẻ hơn. Vì trước cửa quán anh cũng có con ngựa bằng vàng giống vậy nè. Vì anh lấy từ ý tưởng đó anh làm ra. Vâng. Còn những cái nhẫn này sao anh? Cái này là nhẫn anh những phong thủy. Chiếc nhẫn này là 7 hộp, còn chiếc nhẫn này là 9 hộp. 9 hộp tượng trưng cho con trai và gái, nam và nữ. Còn chiếc nhẫn này là ít tô, chữ ít tô, và đây là chữ phúc cho nam. Mỗi chiếc này cân nặng là nửa ký. Ký. Bốn là chiếc. Mình có 2 kg. Cái vòng này là 4 kg, nữa là 6 kg. Ồ, còn cái vòng cổ là mấy ký anh? Cái vòng cổ này tính ra luôn là nó là hơn 5 ký. Hơn 5 ký, nữa là 11 ký rồi nha mọi người. Chứ nó là 11 ký rưỡi á. 11 ký rồi, 12 ký. Còn cái vòng trên tay nữa anh? Cái vòng trên tay này là nặng 1 ký. Wow, vậy là hiện tại là anh Phúc đeo tới là 13 kg rồi nha mọi người, chứ không phải là 8 ký. 8 ký là còn cái số nhỏ hơn bây giờ. Wow, hình như là em thấy là 8-13 ký là có thêm cái vòng này đúng không anh? Đúng rồi, thêm vòng này nữa em. Vậy anh có trong tương lai anh có làm thêm nữa không anh? Không, nặng quá anh. Vậy là vừa đủ rồi, anh không có làm thêm nữa. Anh đồng hồ vàng anh có, dây đồng vàng có. Bây giờ anh đang làm cái nón. Nón. Cái nón nặng 1 ký, nó để anh đổi. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg.